Các bạn nghĩ sao nếu chủ đề sáng tạo bộ hôm hai ngày hôm nay sẽ về những chủ quái vật nhỉ? Nhắc đến quái vật thì các bạn nghĩ đến điều gì? Đó là những nhân vật trong phim này, trong truyện tranh này và trong rất nhiều trí tưởng tượng của các bạn nữa. Có thể chúng không được đẹp này, có thể chúng rất là hung dữ này, có thể chúng có những cái tạo hình vô cùng đặc biệt. Nhưng trong sáng tạo bộ hôm hai ngày hôm nay thì khác, quái vật sẽ vô cùng nhiều màu sắc, có những tạo hình cực kỳ đặc biệt. Cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình sáng tạo 102. Với sản phẩm đầu tiên, chúng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ra những chú quái vật rất là đơn giản từ giấy bìa màu. Chúng ta hãy cùng bắt tay và làm một quái vật đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay nha. Ở đây chúng có rất nhiều giấy bìa màu, các màu khác nhau luôn. Các bạn lưu ý này, quái vật là những con vật chỉ có trong tưởng tượng của chúng mình thôi. Thế nên là các bạn không cần phải quá cứng nhắc trong việc lựa chọn màu sắc hay là hình dáng đâu. Chúng sẽ sử dụng một tờ giấy màu xanh lá cây như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cắt ra một hình vuông có kích thước 20x20cm nhé. Sau khi có được hình vuông như thế này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng gấp quạt. Phương pháp này rất là đơn giản và chú đã hướng dẫn trong các chương trình lần trước rồi đấy. Các bạn gấp một chiếc quạt có khổ giấy khoảng 1cm, gấp song song và đều tay. Sau khi gấp xong, các bạn sẽ được một hình như thế này. Chúng mình sẽ gấp đôi chúng theo chiều dọc. Sau đó các bạn sẽ cùng làm ra 3 đến 4 chiếc quạt như này, chúng mình sẽ ghép thành một hình tròn. Chú đã làm ra 3 chiếc quạt như thế này rồi. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng băng dính hai mặt để cố định chúng lại với nhau nhé. Vậy là chú đã ghép xong các hình quạt thành một hình tròn như thế này. Và đây chính là phần thân của con quái vật. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng giấy bìa màu để làm các chi tiết như là mắt, mũi, mồm, chân, tay cho con quái vật này nhé. Vì là quái vật thế nên các bạn cứ thoải mái nghĩ ra tất cả các dáng mắt này, dáng mồm này, dáng tay chân thật là đặc biệt. Và chúng mình sẽ cùng ướm vào phần thân xem phương án nào hiệu quả nhất. Chú sẽ sử dụng giấy bìa trắng để làm phần mắt cho quái vật. Và quái vật này vô cùng đặc biệt, có đến 3 mắt cơ. Bây giờ chú sẽ cắt rời 3 mắt này của quái vật và cùng gắn thử lên phần thân. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm phần miệng của con quái vật. Bây giờ chú sẽ thực hiện phần tay chân cho quái vật vô cùng đặc biệt đấy. Vậy là chú đã hoàn thành xong con quái vật đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thấy này, con quái vật này có 3 cái mắt liền, 2 cái tai hoặc 2 cái sừng tùy các bạn hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì quái vật làm gì có một công thức chung nào đúng không? Tùy theo sự sáng tạo của các bạn hãy làm ra những con quái vật mà chưa từng có nhé. Và bây giờ cùng xem một số những con quái vật khác mà chú làm nhé. Với phương pháp như vậy, các bạn có thể làm ra rất nhiều con quái vật khác nhau. Ví dụ như ở đây, khi chúng mình chỉ cần sử dụng một hình quạt thôi, các bạn sẽ có được một hình quái vật như thế này. Và đây là một con quái vật khác, có cấu trúc hình tam giác. Với con quái vật này, các bạn thấy giống hình gì nào? Con quái vật này, chú lấy ý tưởng từ một chiếc đèn lồng đấy các bạn ạ. Nếu như muốn có ý tưởng để làm ra những con quái vật này, các bạn có thể nhìn xung quanh cuộc sống của mình, nhìn trong phòng, nhìn trong nhà. Với những sản phẩm thì các bạn thấy thích, thấy phù hợp thì các bạn có thể dựa vào đó để sáng tác ra những hình dáng của các con quái vật. Và điều cuối cùng đối với những sản phẩm này, đấy là các bạn hãy thử nối chúng vào thành một dây và cùng trang trí trong nhà, cùng thử nhé. Các bạn nhìn này, vậy là chỉ mất một chút thời gian thôi, vài tờ giấy bìa màu và sự sáng tạo của chúng mình, một chút kiên nhẫn nữa, các bạn đã làm ra một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đây là một dây treo
có sự kết hợp của rất là nhiều những con quái vật khác nhau. Và phương pháp gấp quạt rất là đơn giản đúng không nào? Với sản phẩm này các bạn có thể treo trong nhà này, hoặc là treo trong góc học tập, hoặc là treo một cái không gian nào đấy vô cùng đặc biệt đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong chương trình sáng tạo 102 ngày hôm nay, chú nghĩ rằng chúng mình sẽ làm ra một sản phẩm gì đấy để tặng nhau đi. Đó có thể là một chiếc thiếp. Trong chiếc thiếp đấy thì các bạn có thể ghi những cái lời gửi gắm đến mọi người. Và một chiếc thiếp có hình quái vật sẽ vô cùng đặc biệt đấy. Cùng bắt đầu nha. Và chúng ta sẽ sử dụng đến giấy bìa màu. Và ở đây chú sẽ sử dụng giấy bìa màu A4. Các bạn thích quái vật của mình có màu gì nhỉ? Màu xanh lá cây, màu vàng, màu nâu, màu trắng, màu xanh nước biển. À, chú nghĩ rằng một con quái vật có màu xanh nước biển đi. Sẽ lạ đấy. Đầu tiên các bạn sẽ gập đôi tờ A4 theo chiều dọc. Sau đó với phần nửa trên của tờ giấy, các bạn sẽ gập chúng lên và để cho chúng chồm ra bên ngoài khoảng 2-3cm. Các bạn sẽ được một hình như thế này. Ở đây chúng ta sẽ ghi những lời muốn gửi gắm đến mọi người. Chú có một mẹo nhỏ dành cho các bạn muốn sáng tạo. Các bạn hãy cùng nhìn xung quanh xem có những đồ vật gì mà chúng mình cảm thấy thích thú. Chúng mình có thể lấy chúng làm ý tưởng để tạo ra con quái vật này. Đây là tạo hình bên ngoài của con quái vật và các bạn sẽ cùng mở ra. Chúng ta sẽ cùng nối hai điểm này lại với nhau. Vậy là chú đã làm xong phần khung cho quái vật này. Bây giờ chúng mình sẽ lấy tẩy để tẩy bớt phần chì vừa nãy chúng mình đã phác thảo. Đối với chiếc thiếp này, phần quan trọng là nơi chúng ta sẽ ghi những lời chúc, những lời muốn gửi gắm đến người khác. Bây giờ chú sẽ sử dụng một tờ giấy màu vàng. Các bạn sẽ giấu chúng vào bên trong. Đây là vẻ ngoài của con quái vật. Chưa có điều bất ngờ. Và đây, chúng mình sẽ có một phần viết lời bên trong này. Và bây giờ chú sẽ sử dụng bút dạ để trang trí cho con quái vật này các bạn nhé. Đầu tiên chú sẽ sử dụng bút chì để phác thảo phần khuôn mặt cho con quái vật này. Vậy là chú đã làm xong chiếc thiếp của con quái vật ngày hôm nay. Và đây, điều đặc biệt nằm ở đây chính là chỗ để các bạn có thể viết những lời gửi gắm cho mọi người. Và ở đây chú cũng đã chuẩn bị sẵn một số mẫu thiếp khác cũng hình quái vật, các bạn có thể tham khảo. Những chiếc thiếp có hình quái vật như thế này vừa độc đáo lại vừa ý nghĩa nữa. Chú tin chắc rằng những ai khi nhận được những tấm thiếp này sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ và ấn tượng. Các bạn ơi, các bạn thấy những chiếc mũ này có ngộ nghĩnh không nào? Những chiếc mũ có hình quái vật sẽ rất là phù hợp nếu như chúng mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật này. Vậy thì bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm những chiếc mũ này nhé. Chiếc mũ quái vật này có hai phần. Phần thứ nhất là phần thân mũ và phần thứ hai là những hình trang trí lên trên đấy. Đầu tiên chú sẽ hướng dẫn các bạn cách làm phần thân mũ nhé. Các bạn sẽ sử dụng những tờ giấy bìa màu. Chúng ta sẽ cắt một hình chữ nhật. Sau đó các bạn sẽ cuộn hình chữ nhật này vào thành hình chóp nón. Và tiếp theo chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần giấy thừa. Chú sẽ sử dụng dập ghim để cố định chúng lại. Sau khi các bạn đã cố định được thành hình chiếc nón như thế này, chú sẽ sử dụng kéo để cắt bỏ đi những phần thừa. Vậy là chú đã có dáng của một chiếc mũ rồi. Bước tiếp theo chú sẽ vẽ một con quái vật có 3 mắt. Có rất nhiều cách để làm ra những chiếc mũ trong chủ đề quái vật ngày hôm nay. Và chú tin chắc chắn rằng các bạn sẽ còn làm ra được những chiếc mũ đẹp hơn của chú. Bởi vì sáng tạo rất phù hợp với cả chủ đề ngày hôm nay mà. Thế nên với chủ đề này các bạn hãy để cho trí tưởng tượng của mình thỏa sức sáng tạo nhé. Các
các bạn ơi, chú vừa đi vòng quanh và tìm được một thùng có rất nhiều những chiếc hộp các tông khác nhau. Và các bạn biết không, những chiếc hộp này các bạn có thể hỏi xin người lớn này. Bởi vì sau khi bố mẹ chúng mình mua những món đồ về thì đây là những chiếc hộp để đựng. Và trong ngày hôm nay, với chủ đề về quái vật, chú sẽ hướng dẫn các bạn làm một sản phẩm tái chế từ những chiếc hộp này. Và chúng mình sẽ cho chúng một đời sống mới nhé. Chú sẽ sử dụng chiếc hộp này để làm tái chế. Việc đầu tiên, chú sẽ khoét một hình ở trên chiếc hộp này để làm phần miệng cho con quái vật. Bây giờ chú sẽ sử dụng đến dao dọc giấy để chúng ta cắt thủng phần miệng này. Các bạn ơi, với việc cắt phần miệng của con quái vật này, nếu như khó quá các bạn hãy nhờ người lớn giúp nhé. Sau khi các bạn tô màu cho chiếc hộp, bây giờ chúng mình sẽ gắn các chi tiết lên trên con quái vật này nhé. Các bạn thấy không, từ những chiếc hộp đã không còn sử dụng nữa, chú đã biến chúng trở nên đặc biệt hơn. Và không chỉ dùng để trang trí đâu, những chiếc hộp này còn có những tác dụng khác nhau nữa cơ. Các bạn ơi, với những chiếc hộp như thế này, các bạn có thể dùng để đựng giấy ăn. Và với những chiếc hộp to hơn, chúng mình có thể để những đồ vật khác, giống như là những cuộn len chẳng hạn này, sẽ khiến cho căn phòng của chúng mình gọn gàng hơn rất là nhiều. Các bạn ơi, sáng tạo là không giới hạn, thế nên ngay bây giờ các bạn hãy cùng tưởng tượng và làm ra con quái vật của riêng mình nhé. Các bạn ơi, các bạn có thích chụp hình không nào? Vậy thì chúng mình hãy cùng tạo ra những khung hình ngộ nghĩnh như thế này bằng cách đón xem phần hướng dẫn của chú trên ứng dụng VTV Giải trí. Các bạn ơi, chú biết là có nhiều bạn khi xem xong chương trình ngày hôm nay thì các bạn nghĩ rằng mình không khéo tay đâu. Thế nên các bạn khéo tay đến đâu chúng mình sẽ làm đến đấy. Nguyên liệu có đến đâu chúng mình làm đến đấy. Và quan trọng nhất là phải sáng tạo nhá. Bởi vì khi đó chúng mình sẽ làm ra những sản phẩm có 102. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một không gian tràn ngập màu sắc với chủ đề quái vật ngày hôm nay nha. Các bạn nhỏ hãy làm những sản phẩm thủ công, khéo tay, tranh vẽ và nhờ bố mẹ gửi ảnh về cho chương trình Sáng tạo 102 nhé. Các bạn sẽ có cơ hội lên TV giới thiệu sản phẩm của mình và tham gia các buổi workshop hướng dẫn do chương trình tổ chức. Chương trình Sáng tạo 102 ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.